Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 10 tháng 7 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Bản mệnh tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này gặp cục diện ngộ hành tý mùi tương hại dự báo có người không có ý tốt với người tuổi Tý khiến bạn tức giận hẳn nhiên bạn sẵn lòng lắng nghe những chia sẻ những gợi ý tuy nhiên bạn sẽ không thoải mái chút nào trước những người chỉ thích chỉ trích nhất là trong một ngày mà bạn khá nhạy cảm như hôm nay một ngày mà nhờ thiên ấn mang tới cho con giáp tuổi tí có cơ hội trò chuyện với một nhân vật đầy trí tuệ nào đó nhờ thế những phút giây đi qua sẽ rất ý nghĩa và mang tính giải trí cũng nhờ vậy mà bạn học hỏi được vô khối kiến thức giá trị lẫn kinh nghiệm cho mình ngày hôm nay thủy thổ xung khắc cho thấy tình hình tài chính của bạn có thể bị ảnh hưởng ít nhiều từ tác động khách quan việc của bạn là hạn chế tối đa số tiền cần chi vào lúc này vì bạn chẳng thể nào hoàn toàn tránh được rủi ro đang xảy ra đâu. Tử vi tuổi giáp tý, thuộc mệnh kim. Trong gia đạo phái nữ gặp nhiều chuyện buồn phiền về công danh, tình cảm. Trong lòng có nhiều bất an, sức khỏe không tốt hoặc có nhiều chuyện phải lo, nhưng không nên hấp tấp sẽ gặp rủi ro bất chắc. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Chờ đợi tin xa không có kết quả. Lỡ hẹn, bội ước. Tử vi tuổi bính tý, Thuộc mệnh thủy, Ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang, chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn. Không nên dính líu đến công việc tình cảm của người khác. Đi xa không có lợi, nên lấy sự hòa giải, tình cảm làm phương châm hành động. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Có hỷ sự, tin vui, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm, dễ hao tài, hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chia chác. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa. Tử vi tuổi canh tí. Thuộc mệnh thổ. Cẩn trọng gặp sự rời hẹn, sai hẹn, hoặc có vấn đề mới phát sinh đưa đến sự ngăn trở. Làm việc gì cũng nên lấy tình cảm, sự giao thiệp đi trước, và chịu thiệt thòi một chút sẽ có kết quả. Không nên ngồi tại chỗ chờ đợi mà nên ra đi gặp gỡ có hỷ sự, hao tốn tài lộc nhưng không phải là làm ăn thua lỗ. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc. Nếu sự việc tiến hành nhanh chóng thì rất dễ bị bỏ dở, đứng chừng do gặp thiếu sót hoặc có tin tức làm đảo lộn. Ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn. Có tin xa, nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt. Có hỷ sự. Ngày chỉ tốt cho những việc cấp thời, ngắn gọn. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của ngũ hành lục xung khiến con giáp tuổi Sửu dễ nóng giận, nói năng gắt gỏng với ai đó khi có ý kiến bất đồng trong ngày hôm nay. Một phần là vì bạn cho rằng bản thân tác động bởi hoàn cảnh mà quên tự mình kiểm soát cảm xúc của mình. Hãy chín chắn hơn trong cách giải quyết vấn đề bạn nhé trong ngày lại gặp được thiên tài chiếu mệnh mang tới cơ hội để con giáp tuổi sửu gia tăng cơ hội kiếm tiền, tuy nhiên số tiền không đủ nhiều giúp bạn đổi đời. Vì thế, đừng mong trò may rủi này diễn ra nhiều, thay vào đó bạn phải dựa vào sức mình và bằng thực lực cũng như sức lao động của chính mình mà thôi. Thổ khí vượng dự báo điều kiện không thuận lợi cho những ai muốn dưỡng bệnh. Bản mệnh đừng quá nhờ dựa vào thuốc thang, yếu tố tinh thần cũng rất quan trọng và bạn có thể cải thiện bằng việc suy nghĩ tích cực hoặc tự biết tạo niềm vui cho mình bất chấp bệnh tật. Tử Vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của buồn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ. Không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết. Tử Vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Ngày xung của buồn mạng, hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm ý hợp chuyện của việc làm hay vui chơi tình cảm cũng không nên khen chê nếu không vừa ý mình có tin buồn ở xa nếu có ai đến nhờ vả hoặc mong cầu sự giúp đỡ thì nên cẩn trọng tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày xung của buồn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Ngày xung của buồn mạng, nếu công việc hoặc bàn thảo tính toán đã xong thì nên xem xét lại có sự thiếu sót, chỉ thuận lợi cho việc tu bổ, sửa sang, chỉnh đốn lại nhà cửa công việc. Nội bộ gia đình hoặc công sở có chuyện không vui, tài lộc kém, sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Ngày xung của buồn mạng, không nên làm gì hấp tấp vội vàng dễ có sự trách oán và kết quả cũng không thành công ngày gặp nhiều khó khăn trở lực cực nhọc buôn ba hoặc sức khỏe không tốt có tin buồn cần phải hết sức khéo léo cho mọi việc hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng ngày dễ gặp chuyện bất lợi bực mình tử vi tuổi dần kiếp tài chiếu mệnh dự báo sự căng thẳng trong mối quan hệ của con giáp tuổi dần sự mâu thuẫn chưa hẳn đã là điều gì đó tồi tệ như bạn nghĩ đôi khi chúng lại là cánh cửa mở ra điều gì đó thú vị cho tương lai bạn chỉ thay đổi thái độ trong việc đánh giá vấn đề là được cơ hội cho một cuộc trao đổi thẳng thắn cởi mở đã đến đây là lúc nên yêu cầu người bạn nào đó giao tiếp trực diện với bạn để tìm ra tiếng nói chung cho một vấn đề nào đó mà vì nó cả hai đang căng thẳng sẵn sàng để cởi mở lòng mình nhé trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng bắc phía trong phòng giã gạo nơi xay bột và nhà vệ sinh do đó thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh Thủy. Gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến, do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau. Có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng. Ngày có sự di chuyển, thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới. Việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cẩn quá đáng. Có tin xa hao tài nhỏ cho việc đi lại tiếp khách xe cộ nếu làm nghề buôn bán thì nên nhẫn nại mới có kết quả có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng hạp các ngành nghề sửa chữa xây dựng môi giới trung gian tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên suy nghĩ lại nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm chỉnh đốn lại công việc nếu có được tin tức không tốt về công ăn, việc làm cũng không nên lo âu, nên chờ đợi, mọi việc sẽ có sự ổn thỏa. Có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ. Có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi mậu dần, thụ mệnh thổ. Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dò ngó của người khác, hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói có tin xấu về đi lại di chuyển xe cộ đề phòng rủi ro về chuyện này tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc trong sự mong cầu về tiền bạc và tài lộc cần phải hết sức khôn khéo và giữ bí mật hoặc xem tình hình của người khác tiến hành ra sao hấp tấp sẽ gặp điều bất lợi có người muốn nhúng tay vào cùng một công việc mọi tin tức đều nên cẩn trọng tài lộc trung bình tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim mọi việc không nên xem thường vì tình thế có nhiều biến chuyển bất ngờ hoặc gặp nhiều áp lực lấy sự an toàn làm điều chính đề phòng rủi ro cần tránh mọi sự tranh cãi thị phi sẽ đem đến nhiều sự mích lòng và công việc cũng không giải quyết được mọi việc đều phải chậm rãi đề phòng rủi ro về đi lại di chuyển tử vi tuổi mão vận trình có ngủ hành tam hợp phù trợ mang lại những chỉ dẫn khôn ngoan cho con giáp tuổi mão trong chuyện tình cảm điều bạn không nghĩ đến trong một mối quan hệ tình cảm nào đó sẽ xuất hiện ngày hôm nay đấy, nhất là người độc thân càng có cơ hội tin tưởng vào điều tốt đẹp sẽ tới với mình. Tỷ kiên nhắc nhở, thận trọng trong giao tiếp là lời khuyên dành cho con giáp tuổi mão ngày hôm nay. Cần phải bảo vệ hình ảnh, tiếng tâm của mình, thay vì nghĩ gì nói nấy. Cũng đừng làm tổn thương người khác vì sự nói năng thiếu suy nghĩ của mình nhé. Mộc thổ sung khắc là dấu hiệu không tốt cho túi tiền của bản mệnh bạn có thể phải đối mặt với những khó khăn liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu cần, hãy nhờ người giáp giúp đỡ. Tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy. Không nên dính líu đến chuyện của người khác. Thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện, hoặc bàn ra tán vào dễ có sự hiểu lầm. Nếu có được hỏi ý kiến cũng phải có sự khéo léo, vì sự việc còn liên quan đến nhiều người, hoặc dễ chạm tự ái. Nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những việc cũ. Tâm tình bất an. Gia đạo có người đau ốm, hoặc có chuyện buồn phiền. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính. Không nên tin cần người khác, và cũng không nên quá tự tin vào chính mình, sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt. Có tin buồn, cẩn trọng sức khỏe không tốt. Việc đi lại, giao dịch hoàn toàn không có lợi. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ nên có sự nghỉ ngơi hoặc chờ đợi tin tức mới rồi hãy tiến hành công việc có cuộc đi chơi ngắn của người thân hoặc nhà có chuyện vui tài lộc trung bình nên thu vén công việc dọn dẹp tu bổ sửa chữa mua sắm dành cho công việc sắp tới tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không nên dính líu đến chuyện của người khác hoặc bàn gia tán vào dễ có sự hiểu lầm thêm một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện hãy chú trọng vào công việc của mình sẽ có kết quả tốt ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nên tu bổ sửa chữa chỉnh đốn lại những việc cũ tâm tình bất an tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp lâu lắc có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ sửa chữa hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự đóng góp cũng không nên từ chối mà cũng không nên quyết định ngay còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ có tài lộc hoặc có cuộc vui ngắn tử vi tuổi thìn tử vi hàng ngày cho thấy thứ bảy này có chính tài chiếu mệnh mang tới cơ hội để con giáp tuổi thìn gia tăng thu nhập trong ngày hôm nay đó có thể không phải là do bạn may mắn có được mà hoàn toàn do năng lực của bạn tạo nên mà thôi vì thế hãy trân trọng từng đồng mà bạn đang có đấy nhé thổ khí vượng không tốt cho sức khỏe của bản mệnh cộng thêm tác động tiêu cực của thời tiết nên bạn thường xuyên có cảm giác mệt mỏi bất an hôm nay cố gắng hoàn tất công việc sớm để có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhất có thể bạn nhé trong ngày này vị trí của thai thần ở hướng chính đông phía ngoài cửa phòng thai phụ và nhà vệ sinh do đó không nên dịch chuyển vị trí đồ đạc tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này bởi việc làm đó có thể làm động thai thần ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình, trong nhóm có người đồng ý kiến với mình. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, không nên nhúng tay vào chuyện của người khác, không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi. Ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc cũ. Đi xa hoặc di chuyển bất lợi, hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý. Tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự e ngại nên để người khác đứng thay cho mình. Có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Tử vi tuổi canh Thìn, thuộc mệnh Kim, nên sẵn sàng hao tốn về những chuyện nhỏ mới có kết quả. Có tin xa, có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc hỏi ý kiến, chính mình nếu muốn toan tính việc gì cũng nên tìm gặp quý nhân xin ý kiến do đó mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành, nên ngồi tại chỗ chờ đợi. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày dễ có sự hao tài hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính. Nên có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc. Ngày có nhiều chuyện phải lo âu, giải quyết vì có nhiều sự kiện xảy ra hoặc có tin tức đến không phù hợp với tình hình hiện tại. Cần thiết là phải gặp mặt trực tiếp. Tử vi tuổi tỵ. Ngũ hành tam hội xuất hiện để hỗ trợ con giáp tuổi tỵ được người thân giúp sức. Bạn nên nhớ nhờ cậy sự giúp đỡ không có nghĩa rằng bạn trở thành một kẻ yếu đuối. Đừng quên rằng con người không ai là hoàn hảo, mỗi người có một điểm yếu, và vì thế sự hỗ trợ trở nên vô cùng cần thiết trong cuộc sống này. Thương quan cho thấy có nhiều việc chẳng lành có thể xảy ra do sơ suất. Cân bằng giữa cảm xúc và lý trí là điều mà con giáp tuổi tỵ nên làm ngày hôm nay có thể cảm xúc thôi thúc bạn làm một điều gì đó nhưng nên có sự cân nhắc thật kỹ lưỡng xem chúng có thực sự phù hợp hay không nhất là ở thời điểm này ngũ hành tương sinh nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan về phương diện sức khỏe trong thời gian này có thể vì chăm chỉ làm việc nên bạn không để ý những tiểu tiết hoặc vấn đề đang thay đổi trong cơ thể bạn mà thôi tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Tài lộc chậm chạp, đi xa bất lợi, có tin xa. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Không nên nghe lời người khác bàn ra tán vào sẽ không có lợi. Có tin buồn nên giới hạn việc đi lại, di chuyển. Sự tiếp xúc, giao thiệp, hợp tác, gặp gỡ đều không có lợi, không đúng như dự tính. Tử vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc. Nên giới hạn mọi sự giao thiệp. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt. Nên cẩn trọng về lời nói. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng mọi việc. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Ngày rất dễ gặp sự cản trở, khó khăn hoặc chỉ nhận được những tin tức bất lợi từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe. Chỉ nên nghỉ ngơi hoặc làm việc bình thường. Việc gì cũng nên cẩn trọng chớ để ràng buộc bị vướng vào những chuyện không đâu. Sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều sự vất vả, nên cẩn trọng trong mọi việc. Việc gì cần làm thì nên làm ngay, không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn vào công việc đưa đến hậu quả không tốt nên giới hạn việc đi lại di chuyển nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt tử vi tuổi ngọ cục diện ngọ mùi hợp nhật nguyệt điều này mang đến nhiều tin vui và những mối quan hệ tốt đẹp cho con giáp tuổi ngọ trong ngày hôm nay tất cả là nhờ cách hành xử mềm mỏng hài hòa của bản mệnh trong ngày hôm nay thậm chí có người đánh giá rất cao những gì bạn làm thực thần báo hiệu con giáp tuổi ngọ có thể thả lỏng bản thân trong ngày hôm nay hãy để những cảm xúc làm chủ bạn thay vì sống quá lý trí ngày hôm nay sự khô cứng máy móc sẽ làm cho bạn mỏi mệt mà đánh mất những cảm xúc chân thực nhất của mình đấy trong mọi trường hợp hãy luôn là chính bạn nhé hỏa thổ tương sinh cho thấy đây sẽ không phải là một ngày kiệt sức vì vất vả của bạn hãy yên tâm vì điều đó các hoạt động diễn ra sẽ đem đến thật nhiều những niềm vui tiếng cười và sự thoải mái thay vì những cuộc đấu trí căng thẳng mỏi mệt tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim trong sự di chuyển đi xa có sự trắc trở hoặc gặp rủi ro chút ít nhưng cũng không đáng lo ngại không nên bực mình khi có tin hoặc có người bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm hoặc quá lo vì công việc sự vồn vã về tình cảm là điều không nên tài lộc trung bình có tin vui về tình cảm bè bạn gia đình có tin buồn về sức khỏe đau bệnh công việc làm ăn của người thân tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không phải là dễ dàng khi giải quyết một lần là xong còn nhiều sự việc xảy ra nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại tài lộc dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn của mình hoặc của gia đình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa mọi việc rất dễ xảy ra trái với sự tính toán hoặc ngoài dự tính không nên tin cẩn người khác và cũng không nên quá tự tin vào chính mình sẽ có nhiều sự việc xảy ra ngoài ý muốn không tốt có tin buồn cẩn trọng sức khỏe không tốt việc đi lại giao dịch hoàn toàn không có lợi có sự hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mọi việc đều có thể xảy ra dù đã có dự tính trước nên nhẫn nại trong sự chờ đợi nếu có sự chậm chạp hoặc phân vân không biết tính toán hướng nào sẽ có tin tức hoặc có sự gặp gỡ người mình mong cầu nên cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc. Ngày của sự hẹn ước hoặc công việc đến do đã có sự tính trước. Có nhiều công việc cần phải lo âu giải quyết kể cả chuyện vui chơi, tình cảm, giải trí. Có tin xa, nhưng cũng có tin buồn về sức khỏe, tai nạn, rủi ro của thân nhân, bè bạn. Có sự hư hại về đồ đạc cần phải tu bổ, sửa chữa. tử vi tuổi Mùi. Trong ngày có thiên tài chiếu mệnh, dự báo một ngày mà các vấn đề liên quan tới tiền bạc của con giáp tuổi Mùi được giải quyết ổn thỏa, hanh thông. Có những nhận được khoản tiền từ việc làm nghề phụ hoặc đủ may mắn để nhận được khoản tiền thưởng hoặc được cho tiền trong ngày hôm nay nữa đấy. Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe, có những thay đổi trong cơ thể là lúc bạn cần đi khám. Ngoài ra, lưu ý trong thời gian này thời tiết khá khó chịu, bản mệnh nên hạn chế đi ra ngoài trời trong những giờ quá nắng nóng bạn nhé. Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay bạn không chỉ bệnh ở hầu. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Nên có sự chậm rãi, không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp. Tài lộc vào ra thất thường nhưng vẫn có lộc. Những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh, chỉnh đốn công việc, thu dọn những việc việc còn bỏ dở. Tử vi tuổi đinh mùi, thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa. Nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt. Có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của buồn mạng, có nhiều sự bận rộn, lo toan cho công việc, tất cả đều chưa có kết quả cần phải bỏ công sức nhiều hơn và sẽ có kết quả tốt trong tương lai. Nên chú trọng sự góp ý của bè bạn, người cộng sự trước khi quyết định. Ngày thuận lợi cho sự nhóm họp, bàn thảo, hao tài về mua sắm, đi lại nhưng có tài lộc cũ. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của buồn mạng, tránh sự tranh cãi thị phi, nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt, có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác. Có cuộc đi ngắn, nên sắp xếp lại công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc nhà cửa. Tử vi tuổi thân vận trình ngày thứ bảy ngày có chính quan chiếu mệnh cho thấy lúc này là thời điểm tốt để con giáp tuổi thân khai mở trí tuệ sẽ có vô khối các câu hỏi băn khoăn nảy sinh trong đầu ngày hôm nay thế nên đây chính là cơ hội tốt để tư duy động não và tìm kiếm kiến thức phù hợp cho chính mình đừng quên rằng bạn có nhiều nguồn để tìm kiếm thông tin nhé thổ kim tương sinh giúp bản mệnh có thể cải thiện tình trạng sức khỏe của mình một cách nhanh chóng Thay vì cố gắng nhờ dựa quá nhiều vào thuốc thang, bạn chỉ cần nghỉ ngơi đủ và đảm bảo giấc ngủ ngon là đã giúp cơ thể được hồi phục nhanh hơn rồi đấy. Ngày tốt theo nhị thập bát tú chỉ ra rằng, bản mệnh hôm nay nên lưu ý kiêng cữ, chôn cất đại kỵ, cưới gà, trổ cửa dựng cửa, khai ngòi phóng thủy, khai trương, xuất hành, đóng giường lót giường. Các việc khác cũng không hay. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều tin vui hoặc việc làm bình thường. Sự mong cầu về tài lộc còn chậm hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc phải ra đi để giải quyết tiếp xúc chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác chớ nên quyết định tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa việc chờ đợi đã lâu nay xuất hiện hoặc đã đến hẹn định kỳ nếu không thì công việc đang tiến hành sẽ có sự ngưng ngang phải giải quyết việc khác nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết đi xa. có tin buồn. tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước. có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. nên nhắn tin để hỏi lại. có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn trở ngại nên tiến hành tuần tự giải quyết tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc sự mong cầu về tài lộc còn xa chỉ có lộc nhỏ lộc ăn quà tặng nhưng vẫn phải chịu hao tốn nếu có tổ chức tiệc tùng đình đám sự việc sẽ kéo dài không được như ý đã đến lúc có sự thay đổi phương hướng làm ăn hoặc công việc nếu công việc đang trôi chảy và kết quả còn xa thì sẽ bị gián đoạn nữa chừng vì có tin mới sự kiện khác xuất hiện hoặc có khách quý nhân đến cần phải tiếp xúc và giải quyết Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh Kim. Không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nên giữ lời hứa và hoàn thành những gì đã có sự hẹn ước đúng hạn kỳ. Nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa. Không nên e ngại sự hao tốn. Tử vi tuổi dậu ngày thứ bảy này do ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh nên con giáp tuổi dậu có thể phải chịu thiệt một chút tốt nhất là hãy nói thẳng nói thật những suy nghĩ của mình thay vì vòng vo chọn lựa ngôn từ quá kỹ lưỡng đừng quên rằng sự thật dù đôi khi khó nghe nhưng vẫn là những lời giá trị nhất đáng để nhận lấy nhất kim thổ tương sinh hỗ trợ cho bản mệnh cải thiện tình hình tài chính hiện tại bạn phải đủ tinh ý để nhìn ra đâu là cơ hội vì mọi thứ qua đi rất nhanh ngoài ra nếu có thể bạn nên nhờ sự hỗ trợ của người có kinh nghiệm sẽ tốt hơn Ngày này với bạn tuổi dậu, nếu có công việc phải xuất hành đi xã, bản mệnh nên ưu tiên đi về những hướng tốt như, hỷ thần, hướng đông bắc bắc, hoặc hướng tài thần, hướng chính nam. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh, tình thế hiện tại dù có hao tốn hoặc khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều lo âu, bận rộn chuyện nhà cửa, công danh, tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của mình lẫn người thân. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người, không nên tự mình giải quyết, có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Ngày của sự hẹn ước hoặc những công việc đã có dự tính trước. Nên đi xa, di chuyển, gặp người mình mong cầu dù đó là chuyện tình cảm, giải trí, vui chơi cũng vậy không nên mưu tính việc gì cũng khó có kết quả mà lại đưa đến hao tốn, danh dự uy tín bị va chạm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Nên nhẫn nại khi thấy việc chờ đợi chậm chạp hoặc có sự chắc trở. Ngày có sự gặp gỡ đông người hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn. Có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc, nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tử vi tuổi tuất Trong ngày gặp hình hại đặc quyền nhắc nhở con giáp tuổi tuất rằng bạn có vị thế riêng dù bạn là ai. Nếu bạn cảm thấy rằng mình rất cần một không gian, thời gian riêng thì đây là lúc thích hợp cho điều đó. Hãy lên tiếng thẳng thắn với người bạn của mình để họ hiểu và tôn trọng những mong muốn của bạn. Đừng e ngại, vì đó là quyền lợi của bạn. Chính tài hỗ trợ mở ra cho con giáp tuổi tuất cơ hội tìm thấy vận may trong tài chính, bạn dễ gặt hái được tài lộc từ sự chuyên cần, chăm chỉ chứ không phải ngồi đó mà cầu may mắn tuy nhiên vẫn phải quý trọng từng đồng tiền bạn làm ra nhé từng tiêu xài hoang phí thổ khí vượng khiến sức khỏe của bản mệnh bị ảnh hưởng có thể bạn hay bị ho khó thở chớ để tình trạng này kéo dài bạn cần phải đi thăm khám càng sớm càng tốt không nên chủ quan đâu nhé tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa mọi việc cần nên nhẫn nại không nên chỉ nghe ý kiến của một phía cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán. Có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân. Có lộc nhỏ, gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Nên tìm gặp quý nhân hoặc tự mình phải suy nghĩ ra những sáng kiến khác thì mới có thể thành công. Nếu không, cần phải tìm hiểu ý nghĩ còn ẩn giấu khi nhận được tin tức hoặc của người bàn thảo với mình có sự tu bổ sửa chữa chỉnh đốn về đồ đạc vật dụng hãy đắn đo về chuyện tiền bạc tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim nên thân cận và hỏi ý kiến của người lớn tuổi nếu cần giải quyết công việc cần thiết những chuyện mong cầu về tình cảm là điều không nên dễ gặp sự buồn phiền trách oán trong người thân bè bạn gặp chuyện buồn cần đến sự hiện diện của mình để chia sẻ ngày thuận lợi cho việc tu bổ sửa sang dọn dẹp đóng cửa kết thúc công trình công việc có tin buồn ở xa hoặc nhận tin chưa đúng theo ý mong cầu của mình tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy việc mong chờ đã lâu nay có kết quả hoặc có phương hướng giải quyết nhưng cũng chưa phải là tốt cho lắm, cần phải chỉnh đốn, tu bổ thêm. Chuyện tình cảm đã đến lúc cần phải nói lên những ý nghĩ trong lòng của mình dù có gặp sự phiền lòng. Tử vi tuổi hợi Ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy, tam hợp nâng đỡ con giáp tuổi hợi độc thân có được tiếng nói chung với một người khác giới tuy nhiên bạn cũng không nên vội vàng nuôi mộng ảo hãy cứ để cảm xúc diễn ra tự nhiên và tận hưởng những thay đổi tích cực đang diễn ra hôm nay cũng thuận lợi cho các cặp vợ chồng cải thiện mối quan hệ của mình nhờ chính ấn mà con giáp tuổi hợi có cơ hội nhận ra rằng để có được những thành quả mới trong sự nghiệp thì bạn là cần phải có kế hoạch mới bước đi mới đừng trông chờ ỉ lại vào bất cứ ai khác nếu không bạn sẽ mãi mãi tụt hậu lại phía sau mà thôi chủ động và tích cực là chìa khóa cho thành công của bạn Ngũ hành xung khắc cho thấy bản mệnh chớ nên ôm đồm quá mức lại thiệt thân. Nếu bạn cảm thấy rằng mình quá bận rộn, đến mức không có thời gian cho những câu chuyện phiếm, những vấn đề rắc rối của một người nào đó thì hãy thẳng thắn chia sẻ với họ. Hãy cho họ biết rằng bạn cần thời gian để tập trung vào các công việc của mình nhiều hơn. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm, hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết. Sức khỏe không tốt, có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng. Gia đạo bất an, trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm, hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an nên nhẫn nại nếu có gặp sự trắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mưu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim không nên mưu tính những chuyện lớn lao chỉ có cực nhọc mà kết quả ít, hoặc gặp rủi ro, tai nạn, chuyện phiền lòng. Có tin buồn, sự mong cầu về tin tức hay về công việc đều chậm chạp, chắc chở, có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có quý nhân giúp đỡ về tiền bạc, hoặc có cơ hội, có lộc ăn. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nên ra đi giải quyết công việc. Không nên bối rối khi gặp những tin không tốt, hoặc can phải sửa đổi. Ngày có nhiều sự đương đầu với những trở lực khó khăn hoặc tâm tình bất an, sức khỏe không tốt. Có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, quý nhân và có hao tốn. Tuy nhiên cần phải cố gắng giải quyết không nên để qua ngày khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.